Để ông ấy, lần đầu tiên Mỹ tuyên bố rằng á, giống như là tôi đóng tiền cho quý vị mà quý vị làm toàn những chuyện rười bu không à. Cái nhiệm kỳ năm 2018 2019 Mỹ sẽ rút 285 triệu tiền ủng hộ, mà cái tiền chi phí điều hành cho Liên Hiệp Quốc là do Mỹ nó bỏ vào trong đó 50%. Mà bây giờ Mỹ mà rút ra thì Liên Hiệp Quốc hơi hơi rắc rối. À, nó là một cái bộ sậu bày vẽ ra để mà có cái tiếng nói quốc tế, chứ bây giờ nó hoàn toàn nó cũng lại là một cái loại mà xìu xìu về nền, chỉ đi để mà chống đối những thằng yếu thôi chứ không dám chống thằng mạnh à. À, thành ra đấy, cái câu chuyện một cái vấn đề nó nặng nhất là vấn đề ở bên Trung Đông, Israel với Palestine, nó đâu có dám nói đúng không ạ, không dám nói. À, thành ra đó, cái ông Donald Trump đó là chính giờ này đó ông ấy mới là rũ tung tất cả vấn đề. À, khi mà ông ấy nói dọn thủ đô này đó, tức là ông ấy muốn nói rằng thì là để cho những người này người ta giải quyết vấn đề, không à, xin nước Mỹ đứng ngoài, xin Liên Hiệp Quốc giở trò khỉ ra đứng ngoài đi, không ạ, để ông ấy mới là cái mà lật tẩy mọi chuyện. À, tới giờ này đó là cái vụ Trung Đông mới Hôm ra, 24 đốt phá quá trời. vâng, mới ra thì ông ấy tấn công báo chí ngay, ông ấy nói rằng thì là cái bọn này là cái bọn mà nó toàn tin dởm và nó giống y như là nó tự nhận nó là quyền lực thứ tư tiếng nói gì đó, nhưng mà tư cách của nó cũng chỉ là vừa đánh vừa đàm, dọa thằng này dọa thằng kia thôi. Khi mà làm báo ở Việt Nam Cộng Hòa tôi cũng hiểu rằng nó cũng chỉ là cái loại đó thôi, nó tự nhận nó đệ tứ quyền, chứ đệ tứ quyền thì phải nói cái tiếng nói trung thực của lương tâm chứ không phải là tiếng nói của tiền tài. Vâng, thưa bác, là cái có lẽ là vì lý do đó mà cái phiên họp vừa rồi đó là Mỹ Liên Hiệp Quốc quyết định trừng phạt Bắc Hàn 100% luôn, tức là coi như là hoàn toàn kinh tế của Bắc Hàn. Và Bắc Hàn tuyên bố rằng là cái lệnh trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc là một lời tuyên chiến chiến tranh. Thì không biết là câu chuyện nó sẽ đi tới đâu, nhưng mà công nhận ông Donald Trump ông ấy làm những cái chuyện mà rất là gọi là và ông vì ông làm như vậy mà ông Ngô Nhân Dụng mới có một bài báo. Tôi không hiểu ông Ngô Nhân Dụng ông có cái bằng CPA hay không mà ông viết một cái bài báo kinh khủng lắm. Ông ấy lên án là cái quy chế thuế má mới của ông Donald Trump được Quốc hội thông qua đó là một cái quy chế mà gọi là giúp cho nhà giàu và giết cho người nghèo. Nhưng mà tôi không biết đâu hết, nhưng mà bây giờ ngay cả nhân viên của hãng điện thoại lớn nhất của nước Mỹ là AT&T, Nói rồi đúng không nhỉ? 200.000 người mỗi người được thưởng 1.000 đô la. Đấy. Còn những hãng khác mà được thưởng, nhà nhân viên được thưởng 500 đô la ở bên Mỹ, thưa quý khán giả, cuối năm thì thường thường ở Việt Nam cũng có đấy, thì các nhân viên được công ty thưởng cho một số tiền tùy theo người, còn có nhiều người người ít người nhiều, nhưng mà thường thường nhưng mà chưa có hãng nào mà từ xưa nay thưởng cho nhân viên tới 1.000 đô la. Có những hãng đó thì nó trả lương tháng 13, nó gọi là tháng 13, tức Vâng. là được lãnh lương nguyên một tháng 13. Nhưng mà kỳ này đó, qua cái vụ mà thuế vụ mới này đó, thì các hãng đó họ trả lời rằng nhờ cái chính sách thuế vụ của Donald Trump và năm 2018 này, và họ 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 chưa được bớt nha, bây giờ còn 2017 mà họ đã rút tiền ra họ tặng cho nhân viên rồi. Thì cái điều đó không biết ông Ngô Nhân Dụng ông ngăn căn cứ sao ông lên án ông phê bình kinh khủng. Có lẽ là bây giờ ông đóng cửa tờ báo Người Việt, hoặc là À, ông đổi tờ báo Người Việt thành cho cơ quan không thuế vụ à, đi. không nó không phải cái vụ đó thì cũng chỉ là dựa vào những cái phê bình của những cái chuyên viên về luật pháp, chuyên viên về thuế thôi, nó cũng chả có gì lạ cả. Nhưng mà để mà có một cái khoảng lùi đó là mình mới nhìn thấy rằng thì là cái mà bỏ phiếu cái bill là về tax đã mới nhất
hay là cái mà bảo hiểm y tế đó, mình mới thấy rằng thì là cái quốc hội nó cũng chỉ làm cái chuyện rửa ruổi bu thôi, đúng không ạ? Nó cũng chỉ là việc gì mà đến nỗi phải khó như vậy, đi tới mà cả phiếu của ông này ông kia rồi thuyết phục là thêm một người nữa về phía này đó, thì tôi thấy rằng thì là hãy nhìn vào cái nền dân chủ của nước Mỹ, nó buồn cười lắm thưa quý vị. Cái cao nhất thì là tối cao pháp viện đấy, đúng rồi, đúng không ạ? Đưa vấn đề lên tối cao pháp viện, thế bây giờ 8 vị, 9 vị hay là 13 vị của tối cao pháp viện này chứ, thì đủ thì lại nói rằng ông này thì là do tổng thống dân chủ này cử, ông kia là do tổng thống cộng hòa cử, tức là đều là mang ơn ở những chỗ này cả, thành ra cái cán cân công lý nó không phải là cán cân công lý mà người ta tin tưởng, tức là cái cán cân công lý đó mình nhìn thấy ở cửa các tòa án đó, hay là hồi đầu cách mạng đó, tức là một cái nữ thần mù cầm cái cân này, tức là tôi không biết rằng cái ông tối cao pháp viện này là do đảng dân chủ cử hay đảng cộng hòa cử, thành ra mình mới nhìn thấy rằng thì là cái bây giờ mình trông cái tin vào tối cao pháp viện là chỗ hết rồi cái gì mà cũng không tin được nữa. Đây cũng chỉ là những cái khối quyền lực thôi, thành ra cho nên tôi nghĩ rằng có lẽ cái mà nền dân chủ tam quyền phân lập vì dân do dân mới là gì đó, tất cả cái chuyện đó nó sai. Và khi mà ông Donald Trump tới Đà Nẵng, ông ấy nói rằng cái ở cái nơi này mới gì đó, cái đất nước của các bạn tiến đó, thì cái thông điệp nó muốn nói rằng thì là có lẽ độc tài như các bạn mới giữ được an ninh, và còn tốt hơn. Độc tài này đó, độc tài cần thiết thưa quý vị, thì thời Nghiêu Thuấn làm chó thì có tan quyền phân lập mà tại sao rằng thì là nó yên ổn như vậy, tại sao mà cửa nhà ở đêm không phải đóng cửa, thành ra đó cả một cái giai đoạn mơ hồ từ thế kỷ 16, 17, 18 của cách mạng dân quyền của Pháp, của cách mạng của Mỹ, tất cả cái đó tưởng rằng người dân có thể với tới được, người dân có thể ủy nhiệm cho mình, cho những ông dân biểu nghị sĩ để nói lên ý kiến của mình. Nhưng mà khi ông dân biểu nghị sĩ ông ấy lên thì ông ấy quên mình mất rồi, thưa quý vị. Và lại thứ nhất là sau khi mà bà Clinton mà thất cử đó thì có mấy ông ở trong quốc hội ông nói rồi, thà là độc tài, nghĩa là độc đảng đi mà còn có vẻ nó tốt đẹp hơn. Có lẽ chúng ta nên trở lại như những người cộng sản họ làm đi, thì may ra cái xã hội Mỹ nó còn khá hơn. Đây là cái quan điểm của nhiều người và đấy là quan điểm của tôi, đúng không ạ? Của chính tôi. Với cái tuổi này rồi thì tôi nhìn thấy là mấy quý vị dân biểu nghị sĩ thì nó là cái những thằng mà oắt con, chỉ mỗi con bóp mũi không sạch mà cũng bày đặt ra để kiếm phiếu, rồi thì là rồi thì là nhóm lợi ích này nhóm lợi ích kia, nhất là bây giờ nó lại đi vào tới cái vụ mà thực tế là mấy cái cha ở dòng Chúa Cứu Thế đó, thì tôi thấy rằng thì là cái vụ mà chuyến trước đó là tôi xin trở lại 6.000 thương phế binh, vâng ạ, 6.000 thương phế binh mà hôm nay Đài Tiếng Nói Sài Gòn nói rằng thì là chúng tôi đã bắt đầu quyên góp và tới nay đó đã được hơn 100 mấy chục ngàn rồi. Mà 6.000 thương phế binh, bây giờ cho là 5.000 đi, là 100 mấy chục ngàn mà chia cho 5.000 thương phế binh đó, tức là mỗi người được $50 thưa quý vị, mà đều khai rằng đơn vị nào nó tàn phế cỡ nào, có ăn gian hay không. Thành ra chuyến trước tôi đã nói rằng thì là cái người Việt Nam người ta nói là cái cách cho nó hơn của cho, đúng rồi, chúng mày cho tao được 50 đồng một năm mày hành tao quá. Mà chúng mày nhìn mặt tao chúng mày bắt khai lý lịch là chúng mày hỗn, mà nhất là mấy cái thằng cha dòng Chúa Cứu Thế, phải không ạ? Mấy thằng cha này không đáng tuổi con tao, phải không ạ? Mà mày không có quyền
mày đứng ra mày nhận tiền mày phán xét, không ạ? Chính cái cuộc chiến mà chuyến trước tôi gọi rằng thì là liên lỉ từ cái hồi cha Lý đó phát ra đó, nó gọi là nó xa luân chiến đó, nó là một âm mưu rất là thâm độc, nó tụ tập về dòng Chúa Cứu Thế, nó gửi tiền để nó chờ rằng thì là nhỡ có một cái biến cố nào, nó sẽ có người mang cờ vàng ba sọc đỏ, mang cờ, kể cả mang cờ đỏ sao vàng, rồi nó nói rằng thì là đây là công an giả hình mới lại gì đó, tất cả nó gây xáo trộn đất nước không còn gì nữa, mà ai cho mày tập hợp? Tao hỏi rằng thì là nếu mà cộng sản Việt Nam mà nó cai trị bằng bàn tay sắt thì làm sao mày ở trong Chúa Cứu Thế mày có thể bao nhiêu năm nay, 2-3 năm nay mày lên mày chửi nhà nước, mày có phải là tay sai cộng sản không, hay mày xăng tăng với cộng sản, mấy cái thằng cha trong Chúa Cứu Thế này, nói rõ như vậy. Cái câu chuyện là nó như vậy, và nó chỉ chờ có một cái dịp nào đó mình mới nhìn thấy rằng thì là đấy, nó xa luân chiến rồi, bây giờ là nó bắt đầu là nó làm hang đá, nó còn làm nhiều chuyện nó còn làm nhiều chuyện nữa, làm hang đá xong rồi đốt hang đá để đổ thừa chính phủ đốt. Không, nó chả đốt gì cả, nhưng mà nó làm hang đá giữa đường xong rồi, và nó làm ngay, nghĩa là nó bảo nó làm thủy lợi xong rồi thì là tất cả cái vùng đất đó là nó nhận của nó. Không, ông ngoài Trung đó nó đốt hang đá. Đấy, đốt hang đá đấy, ở chỗ Nghệ An ấy, đi dựng hang đá xong rồi cái ra đốt hang đá xong đổi thừa ra là công an đốt. Mà họ nói rằng cái đấy là đất của họ, để tính lập cái hang đá đó xong rồi nhập nhằng để mai cái này qua cái sau kích nước trong cái vẫn đây đất của nhà thờ đấy. ông quả đen Nguyễn Đức Nhân ấy. Vâng, thưa bác Cường nói rất là đúng về cái vấn đề đó, thì họ kêu gọi 6.000 người tới đứng sẵn đó để mà lãnh quà lãnh giấc này kia, rồi may mà cái giống như kiểu Nguyễn Hữu Chánh ngày xưa nói đó, tức là ông thích Quảng Độ mà đi ra ngày đi phát quà đó, thì là chúng ta sẽ phát động một chiến dịch, nghĩa là toàn quốc nổi dậy là để mà ủng hộ cho Thích Quảng Độ. Thế rồi ở Huế thì đi ra công trường Thương Bạc, ở Hà Nội ra hồ Hoàn Kiếm, ở thành phố Hồ Chí Minh thì đi ra hồ Con Rùa chẳng hạn, đồng loạt đứng dậy. Thế xong rồi cái để yểm trợ cho ông Thích Quảng Độ, đó là cái lợi dụng. Nó lợi dụng là để không chó ngáp phải rùa nhỡ, sự thật sẽ xảy ra cái. Thì Nguyễn Hữu Chánh vỗ ngực, ê tôi đây, đấy. Không phải là tức là cái Quảng Độ mấy gì đó thì là đã được ông cặp võ văn ái mấy con ỷ lan đó ở trên con ỷ lan này nó nói thì tôi biết ngay đó, nó cũng tình nghĩa gì với võ văn ái đó, và nghe tới nó có nói ở luôn lấy luôn, nó nhận nó là Việt Nam, nó nói cái giọng đó mình mới thấy rằng thì là nó gian ác, nhưng mà giọng Huế nha, và nó gọi là nó nó đấu thầu ngay, nó đấu thầu ngay, nó bao giàn ngay ông Quảng Độ, không nó thành ra tiếng nói của người Việt mà ông, nghĩa là ông kia không làm sao phủ nhận được. Thằng này nó đi khắp thế giới, nó nói là tôi là phát ngôn viên của Phật giáo Việt Nam hải ngoại, tổng hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thế giới, kinh khủng. Có một độc giả nhắn tin riêng hỏi thăm là lúc nãy đang nói về cái vụ mà cái cộng đồng của cái thành phố Westminster, cái vụ ông Danny Quách thì